Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học một mẫu cấu trúc rất cần thiết khi đi mua hàng. Và đó là gì thì các bạn cùng theo dõi bức tranh sau nha. Đây là tại một quầy thu ngân đúng không nào? Vậy là khi chúng ta thanh toán, chúng ta thường hay hỏi là bao nhiêu tiền đúng không? Thì trong tiếng Nhật chúng ta hỏi bao nhiêu tiền như thế nào đấy? Chúng ta cùng xem thử nha. Ikura desu ka? Zenbu de goshenen desu. Ikura desu ka? Zenbu de goshenen desu. Bao nhiêu tiền vậy? Tổng cộng là 5.000 yên. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về nghi vấn từ ikura, bao nhiêu tiền. Chúng ta cùng vào mẫu câu nha. Nani nani wa ikura desu ka? Trả lời sẽ là en desu, doru desu hoặc là don desu. Mà ý nghĩa là cái gì đó thì bao nhiêu tiền. Nếu là en desu thì là đơn vị tiền, tiền yên. Doru desu thì là đơn vị tiền đô và don desu thì là đơn vị tiền Việt Nam đồng. Y desu ka? Chúng ta cùng vào ví dụ đầu tiên nào. Ở đây bé gái này đi mua sữa và bánh đúng không nào? Khi tính tiền bé hỏi là cô ơi tổng cộng bao nhiêu tiền vậy? Thì bé sẽ nói như thế nào đây? Zenbu de ikura desu ka? 500 yen desu. Zenbu de ikura desu ka? 500 yen desu. Mình cùng dịch lại nào. Tổng cộng bao nhiêu tiền vậy cô? 500 yên. 次, còn ở ví dụ này thì sao các bạn? Khi nhìn thấy bạn mình mua điện thoại mới thì bé trai này đã hỏi là Maisa no ketai wa ikura desu ka? 600 man don desu. Maisa no ketai wa ikura desu ka? 600 man don desu. Điện thoại của Mai bao nhiêu tiền vậy? 6 triệu đồng. 次, ở ví dụ này thì sao các bạn? Kono terebi wa ikura desu ka? 900 doru desu. Kono terebi wa ikura desu ka? 900 doru desu. Cái tivi này bao nhiêu tiền vậy? 900 đô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn mọi người Pháp ngày hôm nay nha. Hey minasan, sayonara, mata kondo, yoroshiku negashimasu.